Xin chào tất cả mọi người. Thực ra thì mình cũng không định làm cái bình luận về cái kết quả của lễ bốc thăm vòng loại thứ hai của vòng loại World Cup 2022. Nhưng mà mình cũng nhận được rất là nhiều những cái lời đề nghị là anh làm đi xem là chúng ta thuận lợi hay khó khăn như thế nào. Thì hôm nay xin phép các bạn là mình cũng sẽ làm một cái video. Mình sẽ phân tích một cách tương đối toàn diện về cái kết quả của lễ bốc thăm, cũng như là chúng ta thuận lợi ở đâu, khó khăn như thế nào. Thì cái việc đầu tiên là mình phải nói luôn là đây là một cái kết quả mà cá nhân mình là người rất là mong đợi, bởi vì nó hội tụ rất nhiều những cái yếu tố để có thể tạo ra được một cái vòng loại thành công. Thứ nhất là chúng ta gặp ba đội ở Đông Nam Á gồm có Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Thì trong 18 tháng qua khi mà thầy Park lên nắm quyền thì chúng ta đã đánh bại hai trong số 3 đối thủ này. Một là anh chàng Thái Lan, chúng ta đã thắng họ ở King's Cup ngay trên đất Thái với tỷ số 1-0. Đấy, và với Malaysia thì chúng ta đá với họ hai trận ở chung kết của AFF Cup, chúng ta thắng họ với tỷ số 1-0 trên sân Mỹ Đình để rồi giành chức vô địch. Sau khi chúng ta đã hòa hai đều trên sân của Malaysia khi mà chúng ta đã dẫn trước hai bàn. Thì thực sự là cái thành tích đối đầu như thế nó mang lại cho chúng ta rất nhiều những cái niềm tin là những đối thủ này chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua. Còn có thể vượt qua được hay không, đặc biệt là với Thái thì chúng ta sẽ bàn luận ở phần sau của chương trình. Bây giờ thì chúng ta là sẽ tiếp tục nói đến một cái câu chuyện nữa, và đây chính là điều mà khiến cho các huấn luyện viên cũng như các cầu thủ của chúng ta cảm thấy rất sợ hãi mỗi khi mà phải tham dự một cái giải đấu hoặc là một cái vòng loại. Đấy là chúng ta phải di chuyển sang một cái địa điểm thi đấu với cái múi giờ nó bị lệch và điều kiện thời tiết nó cũng bị lệch, rồi kể cả là cái đồ ăn thức uống nó cũng lệch so với khẩu vị của chúng ta. Bây giờ chúng ta tưởng tượng ra là nếu như mà chúng ta đến Uzbekistan thì cái múi giờ nó sẽ thay đổi, thời tiết sẽ thay đổi, đồ ăn thì chúng ta sẽ không phù hợp. Chưa kể là chúng ta còn phải bay một cái khoảng thời gian rất là dài của một chuyến bay. Mà nhiều người nói là thực ra thì bay thì có cái gì đâu, nhưng mà thực ra là khi mà lên trên không ấy, lên trên trời ấy, cái áp suất nó thay đổi và nó làm cho con người ta rất là mệt. Cho nên là khi mà chúng ta di chuyển như thế, đặc biệt là trong bối cảnh mà cứ 4 ngày một trận, nếu như chúng ta phải đá liền kề với nhau thì rất khó để chúng ta có thể hồi phục được và nhiều khi không đủ thời gian để mà thích ứng. Thì đấy cũng nói với các bạn là thực ra là cái thuận lợi lớn nhất của chúng ta chính là chúng ta chỉ di chuyển ở khu vực Đông Nam Á thôi. Thời tiết không có quá nhiều sự thay đổi, đồ ăn thức uống thì chúng ta đã quá quen rồi, và điều cực kỳ quan trọng là cái lợi thế về mặt tâm lý khi chúng ta đã vượt qua các đối thủ này. Thì mình nghĩ là đây sẽ là một trong những cái yếu tố quan trọng đầu tiên. Cái thứ hai nữa là ở cái nhóm hạt giống số 1 thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất theo như cái đánh giá của cá nhân mình thì là đội bóng yếu nhất trong tất cả những đội bóng nhóm 1. Thành ra là đây cũng sẽ là một cái lợi thế cho chúng ta. Và UAE thì chúng ta cũng đã từng đánh bại họ ở Asian Cup năm 2007 với hai bàn thắng. Một trong hai bàn thắng đấy là của Quang Thanh, bàn thắng thứ hai là của Công Vinh. Tôi đã từng đến UAE rồi, ở Asian Cup vừa rồi, và tôi cũng đã xem họ thi đấu hai trận. Thì nói thật là nếu mà chúng ta có một cái sự chuẩn bị tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể thi đấu ngang ngửa, thậm chí là thành công trước UAE. Bởi vì là UAE khi họ thi đấu Asian Cup, họ được thi đấu trên sân nhà và có lợi thế đương nhiên của các đội chủ nhà. Rất nhiều người đánh giá rằng là chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đương nhiên là chúng ta sẽ gặp khó khăn rồi, bởi vì những cái đội bóng Đông Nam Á họ hiểu nhau nó quá rõ rồi. Thành ra là đấy cũng sẽ là một cái trở ngại. Bởi vì tất cả những cái thành công của chúng ta dưới triều đại huấn luyện viên Park Hang-seo thì một phần nào đó là do chúng ta tạo được bất ngờ. Và khi chúng ta tạo được bất ngờ rồi thì lúc đấy chúng ta hưng phấn và chúng ta khiến cho các đối thủ phải chịu nhiều áp lực. Nói tóm lại là nhiều người nói rằng là đấy là một cái kết quả rất khó cho Việt Nam. Nhưng mình nghĩ là vào bảng nào thì chúng ta cũng gặp những cái khó khăn thôi. Nhưng với mình thì khi mà gặp ba đội bóng Đông Nam Á và UAE thì mình cho rằng đấy là một thuận lợi. Một thuận lợi nữa đấy là tất cả những cái sân chơi ấy, thì bao giờ nó cũng cần có cái không khí, và mình tin là Việt Nam không gặp một đội nào mà tạo ra một cái không khí hay và vui như là chúng ta gặp Thái Lan. Thành ra là cứ gặp Thái Lan là mình nghĩ là không khí nó vui cái đã, còn thắng hay thua chúng ta tính sau. Cái tiếp theo là khi mà chúng ta thi đấu với ba đối thủ Đông Nam Á thì bản thân giới truyền thông cũng sẽ có thể đi tác nghiệp được nhiều hơn. Tức là chúng ta thấy là khi mà di chuyển ở Đông Nam Á chúng ta không phải xin visa, chi phí cũng sẽ thấp, rồi tiền vé máy bay, rồi chi phí sinh hoạt nó cũng không cao. Thành ra là báo chí Việt Nam vốn đã đang nghèo rồi
thì họ sẽ có thể sẽ chi trả được những khoản tiền như vậy. Chứ nếu mà bây giờ sang UAE hay là Hàn Quốc hay là Nhật Bản, nói thật với các bạn là chi phí nó rất là cao, rất là đắt đỏ, và nhiều báo thì có thể là sẽ không thể chi trả được. Và cuối cùng thì về mặt truyền thông nó không sôi động. Cho nên mình nghĩ là về mọi mặt, từ chuyên môn cho đến truyền thông, thì mình nghĩ là như thế là rất là thuận lợi cho Việt Nam của chúng ta. Mình thì mình cũng rất là lo cho đội Việt Nam, bởi vì nói thật là bây giờ nếu mà gọi là chúng ta nhỉnh hơn Thái Lan thì mình nghĩ là còn hơi sớm. Chúng ta đã thắng họ, chúng ta có phong độ tốt hơn Malaysia, nhưng mà nếu mà nói là chúng ta thiết lập được một cái khoảng cách về mặt đẳng cấp với hai đội bóng này thì mình nghĩ là không. Cho nên là cũng có một chút gì đấy lo lắng. Mình lo lắng hơn là bởi vì là hiện nay thì các cầu thủ Việt Nam của mình đang thực sự là đang có vấn đề về mặt phong độ. Các cầu thủ của Hà Nội rồi một số anh em của Viettel thực ra là cũng chưa lấy lại được phong độ của mình. Rồi có rất nhiều những cái trường hợp bị chấn thương nữa. Bây giờ thì hiện nay là bác sĩ Joyce đang chăm sóc cho 3 bệnh nhân mà trải dài ở cả 3 tuyến, nó gần như cái cuộc sống của chúng ta. Đấy là trung vệ Trần Đình Trọng, đấy là tiền vệ trung tâm Nguyễn Huy Hùng, và đấy là tiền đạo Phan Văn Đức. Đây đều là những cầu thủ rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trần Đình Trọng thì là một cái chốt chặn không thể thay thế kể từ khi ông Park Hang-seo lên nắm quyền. Và Huy Hùng thì chúng ta nếu mà còn nhớ thì anh chính là người ghi bàn vào lưới Malaysia trên sân Bukit Jalil ở trận chung kết lượt đi của AFF Cup năm 2018. Còn Phan Văn Đức thì chắc là chúng ta khỏi cần phải nói. Phan Văn Đức là một người mà có quá nhiều những cái tố chất để trở thành một trụ cột. Và đến bây giờ khi mà Phan Văn Đức bị chấn thương thì mình nghĩ là nó cũng làm cho đội tuyển của chúng ta cũng sẽ mất đi rất là nhiều phương án. Rồi tiếp theo là Lương Xuân Trường đang cố gắng lấy lại phong độ, không biết là liệu có đạt được phong độ đỉnh cao của mình ở vòng loại World Cup hay không. Và Lương Xuân Trường chính là người mà thực hiện cái pha đá phạt góc để cho anh Đức ghi bàn duy nhất vào lưới của Thái Lan. Tại sao mình lại nhấn mạnh như thế? Và Lương Xuân Trường thì cũng được chính Bầu Đức tiết lộ là đã từ chối 3 lời mời từ Thái Lan để trở về Việt Nam thi đấu, bởi vì Lương Xuân Trường muốn được thi đấu nhiều hơn, muốn trở lại đội tuyển. Và mình cũng rất là mong là bạn ấy có thể hồi phục được phong độ để có thể là Lương Xuân Trường của chúng ta ở vòng loại World Cup. Rồi trường hợp như của Nguyễn Công Phượng sang Bỉ, không biết là tình hình sẽ như thế nào, trở về liệu phong độ có còn tốt hoặc là có được tiến bộ, có tiến bộ hay không, thì đấy cũng là một trường hợp nữa. Rồi hiện nay thì Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, rất nhiều anh em cầu thủ chúng ta đang rơi vào cái tình trạng là hơi bị quá tải. Và thời gian vừa rồi thì nói thật là phong độ của các bạn đấy cũng không tốt so với chính các bạn đấy ở thời đỉnh cao. Thành ra là đây cũng là một vấn đề. Nhưng mà mình cho rằng là đấy cũng không phải là vấn đề mà không thể vượt qua. Bởi vì hiện nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói về cái kế hoạch World Cup có thể là không phải là áp dụng được ngay ở trong cái vòng loại World Cup 2022 này. Nhưng mà thầy Park nói đến 3 cái yếu tố để giúp bóng đá Việt Nam của chúng ta có thể vượt qua được vòng loại của World Cup để dự cái vòng chung kết World Cup. Thì thầy nói là có 3 yếu tố. Yếu tố đầu tiên là cần các hệ thống đào tạo trẻ. Tức là bây giờ không chỉ là có một vài học viện, một vài nơi đào tạo tốt, mà bây giờ chúng ta cần có rất nhiều nơi. Và khi mà chúng ta đào tạo trẻ tốt, tức là chúng ta có cái nguồn đầu vào tốt cho giải vô địch quốc gia, cho các đội tuyển quốc gia. Thì mình nghĩ là đây là yếu tố cực kỳ quan trọng. Khi mà Hà Nội hay là Nghệ An hay là Hoàng Gia Lai họ đã cống hiến, rồi cả PVF nữa, họ đã cống hiến cho chúng ta những cầu thủ. Thành ra là chúng ta mới có được như là vòng chung kết U23 châu Á, như là ASEAN, AFF Cup và Asian Cup. Thì bây giờ nếu như mà số lượng các cái lò đào tạo đó mà cái chất lượng được tăng cao và cái số lượng được nhân đôi nhân ba thì rõ ràng là nền bóng đá của chúng ta còn mạnh hơn nữa. Thứ hai là thầy Park nói rằng là cái yếu tố mà để cho đội tuyển của chúng ta phát triển ấy là chúng ta phải lựa chọn được các đội bóng nước ngoài phù hợp cho cầu thủ Việt Nam của chúng ta ra nước ngoài thi đấu. Tức là chúng ta phải xuất khẩu cầu thủ ra nước ngoài, những cái nền bóng đá tiên tiến để chúng ta học hỏi. Nhưng ở đó phải là đội bóng phù hợp để chúng ta có thể phát triển được khả năng, chứ không phải là sang một nơi mà chúng ta bị ngập hoàn toàn và không được thi đấu. Thì như thế là chúng ta rất khó có thể tiến bộ. Và thứ ba, đây là yếu tố rất quan trọng, đấy là thu hút được những cầu thủ Việt Kiều xuất sắc đang thi đấu ở khắp nơi trên thế giới. Đấy, thì mình nghĩ là ba yếu tố này nó có mối quan hệ tương hỗ với nhau. Đấy, và đợt này theo thông tin mình biết thì liên đoàn đang gấp rút để hoàn thành cái kế hoạch là nhập quốc tịch Việt Nam cho Philip Nguyễn và Alexander Đặng.
Chứ là nếu như có hai cầu thủ này thì mình nghĩ là có thể sẽ giúp chúng ta có được một sức bật mới. Còn đương nhiên là để họ phát huy được khả năng của mình thì cần phải có rất nhiều thời gian. Họ phải có thời gian để hòa nhập với cái đầu tiên là cái khí hậu ở Việt Nam, đồ ăn ở Việt Nam. Rồi tiếp theo đó là một số những cái vấn đề liên quan đến chuyên môn. Họ phải làm quen được với triết lý bóng đá của thầy, phải quen được với cái lối chơi của đồng đội. Đấy, và theo như mình biết thì không chỉ có một mình Philip Nguyễn hay là Alexander Đặng mà còn có những cầu thủ Việt kiều khác đang thi đấu ở V-League. Trong đấy thì có cả Martin Lo, trong đấy có cả Ariano Smith của Hải Phòng. Đấy, thì mình nghĩ là cái vị trí của Ariano Smith là một cái vị trí mà được huấn luyện viên Park Hang-seo nhắm vào để thay thế cho Trần Đình Trọng. Thì mình nghĩ là đúng là chúng ta gặp rất là nhiều những cái sự thiếu hụt về mặt nhân lực vì các cầu thủ chúng ta bị chấn thương, nhưng chúng ta cũng sẽ có sự bổ sung. Vấn đề là chúng ta có thời gian để mà cho các cái thành viên mới đấy hòa nhập với đội tuyển Việt Nam được hay không, thì cái đấy mình nghĩ mới là điều quan trọng. Cầu thủ của chúng ta thì không thiếu, nhưng mà rõ ràng là cái thời gian để chúng ta lắp ráp họ vào một cái đội hình để làm sao nó trở thành một cái thể thống nhất, thì cái đấy nó cần nhiều thời gian và cũng cần chúng ta có một kế hoạch toàn diện hơn. Và mình nghĩ là huấn luyện viên Park Hang-seo đã hoàn toàn là xây dựng kế hoạch này từ rất là lâu. Ông cũng đã đi xem Alexander Đặng thi đấu và cũng có mối liên hệ tương đối là thường xuyên với Philip Nguyễn. Và bản thân thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã đề nghị liên đoàn là yêu cầu câu lạc bộ Hải Phòng gửi toàn bộ những cái số liệu về mặt thi đấu, về mặt chuyên môn cũng như là hộ chiếu của Ariano Smith lên cho liên đoàn. Thì mình nghĩ là đấy là những cái bước chuẩn bị đầu tiên cho những cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển. Một khó khăn nữa là cái trận đấu đầu tiên của chúng ta lại thi đấu trên đất Thái, và thực sự là mình cảm thấy một chút gì đấy tương đối là lo ngại, bởi vì ngày 5 tháng 9 thì chúng ta sẽ thi đấu với đội tuyển Thái Lan tại Rajamangala, Bangkok, Thái Lan. Nhưng ngày 1 tháng 9 thì các đội V-League của chúng ta, một số đội trong đấy có Hà Nội, trong đấy có Bình Dương, Sông Lam Nghệ An và Viettel thì vẫn thi đấu. Cho nên là chúng ta thấy là tổng số lượng của các cầu thủ dự kiến đến từ 4 đội bóng này nó có thể rơi vào khoảng tầm từ 10 cho đến 15 người. Thành ra là chúng ta thấy là như thế thì sẽ rất là nguy hiểm, bởi vì sau khi họ thi đấu xong thì phải mất 1 ngày để di chuyển về đội. Sau đấy thì cần phải có thời gian để có thể bình phục được, hồi phục toàn bộ về mặt thể lực, thì chắc chắn là họ sẽ không có nhiều thời gian để tập luyện cùng với anh em. Thành ra là mình cảm thấy là đây cũng là một cái gì đấy rất là đáng tiếc, vì cái lịch thi đấu của chúng ta nó lại hơi cận so với lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Tức là mình nghĩ là cái công tác mà sắp xếp cái lịch thi đấu của giải vô địch quốc gia thì mình thấy là hơi có một chút gì đấy. Rất mong là từ bây giờ đến lúc đấy chúng ta sẽ thay đổi một chút nào đấy. Cái vòng đấy có thể là chúng ta sẽ thi đấu chậm lại hoặc là thi đấu sớm lên. Làm thế nào đấy để đội tuyển của chúng ta có khoảng tầm một tuần để chúng ta chuẩn bị, các cầu thủ của chúng ta sẽ có thời gian. Và nói thật là khi mà thi đấu dày quá thì nhiều khi nó không chỉ là cái vấn đề liên quan đến hồi phục về mặt thể lực, mà nếu như giả sử nói dại mồm mà có cầu thủ nào đấy bị chấn thương thì rất khó để có thời gian bình phục. Thành ra là mình cũng rất là mong là ban tổ chức thi đấu của cái giải vô địch quốc gia của chúng ta có thể sẽ tính toán lại cái ngày thi đấu ngày 1 tháng 9. Đấy, và chúng ta thì đấy có Sông Lam Nghệ An này, có Viettel này, có Bình Dương này và có Hà Nội. Những toàn những đội bóng mà đóng góp rất nhiều những cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Thì đấy cũng lại là một khó khăn rất là lớn của chúng ta. Và mình nghĩ rằng cái khó khăn này có thể là chúng ta sẽ giải quyết được. Thì cũng rất là mong là, nói chung là khó khăn thì rất nhiều, nhưng mà chúng ta đừng tự tạo khó khăn cho bản thân mình. Đấy, rồi tiếp theo thì đương nhiên là tất cả mọi người sẽ nói rồi, đầu có xuôi thì đuôi mới lọt. Mà ngay trong trận đấu đầu tiên chúng ta lại gặp Thái Lan ở trên sân của Thái Lan, mà tất cả thì đều đã biết rồi là Thái Lan bây giờ người ta đang mang trong mình một cái giấc mơ, đấy là hạ đội tuyển Việt Nam. Rất nhiều người, có anh Kia Ti Sắc, rồi có các huấn luyện viên trưởng của các đội tuyển quốc gia Thái Lan thì họ cũng nói, và họ dành một cái niềm tin rất lớn cho đội tuyển Thái, rằng là đội tuyển Thái sẽ đánh bại được đội tuyển Việt Nam trong trận đấu đầu tiên của vòng loại World Cup 2022. Và họ nói rằng là Chanathip Songkrasin mà trở lại lối chơi sẽ hoàn toàn khác. Nhưng mà mình nghĩ là cái đấy thì rõ ràng là chính xác rồi. Nhưng mà cái điều mà mình sợ nhất ấy, đấy chính là ông Akira Nishino, là người mà cũng đã ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan để trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thái Lan.
Ông Akira Nishino này thì cũng đã từng dẫn dắt Nhật Bản ở World Cup 2018 và chúng ta đã biết là họ gây quá nhiều những khó khăn cho các đội tuyển dự World Cup. Thì đây cũng là một người mà có rất nhiều những cái thành tích, kể cả là ở cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, và đây chắc chắn là một ông thầy sẽ mang lại cho bóng đá Thái Lan một cuộc cách mạng. Chúng ta thấy là một mình huấn luyện viên Park Hang-seo sang Việt Nam đã làm chúng ta thay đổi lớn như thế nào, thì Thái Lan họ cũng kỳ vọng là ông Akira Nishino cũng sẽ làm một điều tương tự. Và mình nghĩ là đây mới chính là người mà mình lo ngại nhất, bởi vì ông có thể thay đổi cả một cái hệ thống. Ông đánh thức cái tiềm năng của những cầu thủ Thái vốn đã được đánh giá rất là cao. Thực sự thì đến bây giờ nhiều người vẫn còn cảm thấy tương đối hả hê, nhưng mà mình nghĩ là cái trận đấu giao hữu, tất nhiên nó vẫn là một trận đấu, nó chiến thắng nó vẫn mang lại niềm vui cho chúng ta, nhưng mà mình nghĩ là nó càng thôi thúc cái động lực của bóng đá Thái Lan. Thứ nhất là cái điều khoản mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan ký với ông Akira Nishino là đưa bóng đá Thái Lan là tiến vào vòng 3 của vòng loại World Cup 2022, và thứ hai là lấy lại cái vị thế số 1 ở Đông Nam Á. Mà cả hai cái mục tiêu này thì chắc chắn đều phải vượt qua Việt Nam. Và vượt qua Việt Nam là một trong những cái ưu tiên của Liên đoàn bóng đá Thái. Bởi vì sau khi họ thua bóng đá Việt Nam ấy, thì cái hình ảnh của bóng đá Thái Lan trong mắt người hâm mộ, trong mắt các nhà tài trợ giảm đi trông thấy. Người hâm mộ thì có thể là không tin, không yêu bóng đá Thái Lan như trước đây. Và người hâm mộ thì họ cũng có thể là cũng hơi dè dặt hơn. Thành ra là đánh bại Việt Nam trong trận đấu đầu tiên của vòng loại World Cup 2022, nó là một trận đấu mang lại rất nhiều ý nghĩa cho bóng đá Thái Lan. Không chỉ là một chiến thắng khởi đầu cho vòng loại, mà nó còn mang lại rất nhiều những cái tác động tích cực, kể cả về cái công tác vận động tài trợ hay là chinh phục lại khán giả Thái Lan. Thì mình nghĩ là đây sẽ là một đội bóng rất là mạnh. Và Chanathip Songkrasin thì tất cả chúng ta đều biết rồi, đây là cầu thủ Đông Nam Á thi đấu thành công nhất ở nước ngoài, và cũng là cầu thủ Đông Nam Á có giá trị chuyển nhượng cao nhất, 2,5 triệu euro. Thì mình cũng nghĩ là đấy cũng là cái mà thế giới họ đánh giá về Chanathip Songkrasin. Và sau khi mà có rất nhiều những cái sự va đập từ cái chuyện mà Chanathip Songkrasin phải xin lỗi đoàn văn hậu, rồi rất nhiều những câu chuyện nữa, thành ra là cái trận đấu này nó rất là quan trọng. Nó có ý nghĩa là trận đấu đầu tiên khởi đầu khi mà cả bóng đá Việt Nam lẫn bóng đá Thái Lan đều mong muốn là đi vào vòng loại thứ 3 của vòng World Cup. Và đây cũng là cái dịp để họ lấy lại tất cả những cái gì mà là sự va đập kể từ trước đến nay. Đấy, thì thành ra là mình nghĩ là đây cũng sẽ là một trận cầu kinh điển, mà chắc chắn là chúng ta sẽ cố gắng hết sức để đánh bại Thái Lan. Và người Thái thì chắc chắn họ cũng sẽ nỗ lực hết sức để có thể đòi lại Việt Nam món nợ mà chúng ta đã thắng cả 3 trận ở tất cả các cấp độ, từ U23 đến đội tuyển quốc gia. Đấy, thì thực tế là mình nghĩ là Thái Lan họ sẽ có một cái lợi thế hơn, đó là họ được thi đấu trên sân nhà, khán giả nhà, và đương nhiên là có những cái lợi thế đương nhiên của đội chủ nhà. Đấy, mình cũng không dám nói là trọng tài sẽ thiên vị hay như này như kia, nhưng mà rõ ràng là đội chủ nhà thì chắc chắn là sẽ có lợi thế hơn. Nhiều người cũng dành rất là nhiều những cái sự đánh giá cao cho Thái Lan với huấn luyện viên Akira Nishino, vì tất cả chúng ta đều đánh giá đây là một huấn luyện viên rất là tài rồi. Nhưng mọi người không nhìn thấy một điều nữa, đấy là ông ấy mới lên nắm quyền thôi, và các cầu thủ thì cũng chưa có thời gian để làm quen với cái triết lý bóng đá của ông ấy. Và mình nghĩ là trong một khoảng thời gian rất là ngắn, ông ấy không thể nào mà lột xác toàn bộ đội Thái Lan được. Và ngay cả Kiatisak cũng nói rằng là với huấn luyện viên mới là Akira Nishino thì các cầu thủ Thái Lan sẽ cần rất nhiều thời gian để thẩm thấu được cái triết lý bóng đá của ông, và cũng quen với cái phương pháp tập luyện và thi đấu của huấn luyện viên này. Nên mình nghĩ là với huấn luyện viên mới thì nó khó khăn hơn rất là nhiều. Ví dụ như là chúng ta lo lắng là không biết là Philip Nguyễn hay là Alexander Đặng hay là Ariano Smith đến với đội tuyển Việt Nam thì liệu anh ấy có hòa nhập được hay không, và mất bao nhiêu khoảng thời gian để hòa nhập. Còn huấn luyện viên Akira Nishino thì phải làm quen với tất cả, làm quen với bóng đá Thái Lan, làm quen với tất cả các thành viên, 23 thành viên của đội tuyển Thái Lan. Mình nghĩ là đây cũng là một vấn đề khó khăn, chưa kể là phải làm việc với ban huấn luyện của người Thái, làm việc với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái. Mình nghĩ là thực sự thì biết là khó khăn cho đội tuyển Việt Nam khi mà gặp Thái Lan ở trên đất Thái, nhưng mình thì mình vẫn nghĩ là người Thái cũng không có nhiều hơn thuận lợi đâu. Và nói thật là bây giờ họ đang làm lại, thì mình nghĩ là họ phải cần có thời gian. Và từ bây giờ cho đến tháng 9 thì Thái Lan cũng không có nhiều thời gian để tập luyện với nhau, cũng không có nhiều những cái trận đấu giao hữu để có thể thẩm thấu được 100% những cái gì của
huấn luyện viên Akira Nishino. Và mình nghĩ là liên quan đến cái yếu tố về tổ chức đội bóng, về cái triển khai lối chơi, triết lý bóng đá thì chắc chắn là bóng đá Việt Nam của chúng ta tốt hơn, ổn định hơn, nhuần nhuyễn hơn. Đấy, còn lại thì Malaysia rồi Indonesia thì mình nghĩ là bóng đá Việt Nam của chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra được những cái lợi thế. Và huấn luyện viên Park Hang-seo thì chắc chắn là phải tính toán rồi. Nhiều người thì nói rằng là bây giờ mà chúng ta mà muốn dự World Cup thì khó quá. Nhưng mà mình nghĩ là như thế này, huấn luyện viên Park Hang-seo thì luôn luôn có một cái quan điểm mà mình cũng rất là thích. Đây cũng là quan điểm chung của rất nhiều các huấn luyện viên, là trận đấu quan trọng nhất là trận đấu kế tiếp. Chứ mọi người đặt ra cái mục tiêu là có thể là lọt vào vòng loại thứ 3 rồi đi World Cup, nhưng mà bao giờ cũng thế, họ sẽ chắt chiu từng trận một. Và mình nghĩ là đội của chúng ta nếu như mà cứ nói là sàn sàn để cho tất cả các trận đấu đều hòa thì không ai có lợi cả. Cho nên là mình nghĩ là càng những cái trận đấu về sau, khi mình gặp Thái trước rồi, sau đấy mình gặp những đội khác, thì mình nghĩ là mình sẽ có lợi hơn. Bởi vì sau cái trận đấu với Thái thì mình sẽ tính toán được cái chặng đường tiếp theo. Và mình thì cũng không phải là gọi là quan suông đâu, mà mình nghĩ là đội tuyển Việt Nam của chúng ta nếu như mà có sự chuẩn bị tốt, thêm một chút may mắn, chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại được cả Malaysia lẫn Indonesia. Và trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình sẽ là trận đấu quyết định. Và nói thật là mình cũng đã xem các tiểu vương quốc thống nhất thi đấu rồi. Mình cũng nhắc lại là nếu mà chúng ta mà có sự chuẩn bị tốt, thêm một chút may mắn nữa thì chúng ta hoàn toàn có thể thi đấu ngang ngửa, thậm chí là thắng họ. Và chúng ta cũng đã từng thắng họ ở trên sân Mỹ Đình vào năm 2007 tại Asian Cup. Thì thực sự là với cái triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo thì không gì là không thể. Trước đây thì chúng ta cứ mỗi một lần tham dự những giải châu Á thì thi xong xuôi tất cả lại về cọ sát là chính, tích lũy kinh nghiệm là chủ yếu. Nhưng mà từ thời huấn luyện viên Park Hang-seo lên thì nhiều cái giải chúng ta không đặt kỳ vọng, nhưng mà chúng ta đã có những cái thành tích lịch sử, và đều là những thành tích lịch sử cả. Thành ra là đấy nó cũng là một cái niềm tin. Và huấn luyện viên Park Hang-seo thì nói rằng là ông muốn tạo ra niềm tin, tạo cảm hứng cho các học trò. Và bây giờ chúng ta tin vào điều đấy. Đấy cũng lại là một cái điểm cộng, một cái sức mạnh nữa cho chúng ta. Và ở vòng loại World Cup thì chắc là chúng ta biết rồi. Ở vòng loại thứ hai thì 40 đội sẽ được chia vào 8 bảng và sẽ lấy các đội đứng đầu của 8 bảng đấy, tức là 8 đội, cộng thêm 4 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất, tức là 8 cộng 4 là 12. 12 sau đấy là chúng ta sẽ đưa về 2 bảng. 2 bảng đấy cũng lại thi đấu vòng tròn một lượt theo cái thể thức lượt đi lượt về, và sẽ lấy 2 đội đầu của mỗi bảng để lọt vào vòng chung kết World Cup. Và 2 đội đứng thứ 3 sẽ gặp nhau một trận, sau đấy là dành ra cái đội thắng để đi đá playoff với một đội bóng nữa. Tức là ở cái vòng loại World Cup này thì Qatar đội chủ nhà họ sẽ vào, và 4 đội nữa cộng thêm với một nửa đội mà chúng ta nói là cái đội thắng trong 2 cái đội đứng thứ 3 đấy sẽ đá với nhau, sau đấy là đi World Cup thì sau đấy là đi đá playoff. Thì mình nghĩ là thực sự là ở cái vòng loại thứ 2 nó đã rất là khó khăn rồi, mà nếu mà chúng ta vượt qua được vòng loại thứ 2 vào vòng thứ 3 thì lại càng khó khăn hơn. Đấy, và mình tin chắc rằng là cái vòng loại thứ 3 ấy, thì phần lớn là những cái đội thuộc nhóm 1 và một vài những ông ngổ ngáo ở nhóm 2. Hy vọng Việt Nam của chúng ta sẽ là những ông ngổ ngáo đó. Thì đấy là chúng ta nhìn thấy cái, chúng ta biện luận như vậy thôi. Nhưng mà bao giờ cũng thế, là chúng ta cứ đi thi đấu từng trận một, cố gắng từng trận một và tính toán từng trận một. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải tính toán đường dài, chứ không phải là chúng ta ăn bữa nay lại lo bữa mai. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận, chúng ta phải có tích lũy, chúng ta phải có một cái kế hoạch dài hạn, nhưng sẽ cố gắng dốc sức từng trận một. Và mình tin là bóng đá Việt Nam của chúng ta có thể tạo ra được một cái điều gì đó ở vòng loại thứ hai. Và mình cũng rất mong là bóng đá Việt Nam của chúng ta sẽ thành công. Thực sự thì bây giờ vì trận đấu nó chưa diễn ra rồi, tất cả mọi điều chúng ta cũng chưa tiên đoán được trước. Nhưng mà mình không hiểu sao mình rất là tin. Bởi vì tất cả những cái giải đấu mà của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo thì mình cũng đều theo dõi, và mình có những cái giải mình đi cùng. Thì mình thấy là huấn luyện viên Park Hang-seo rất là giỏi. Thầy có thể tổ chức đội bóng và đưa ra những cái chiến thuật nó rất là phù hợp cho từng đối thủ. Có rất nhiều những cầu thủ ở câu lạc bộ thì họ đang gặp vấn đề, thậm chí là phong độ không được tốt, nhưng lên đội tuyển lại đá lại rất hay. Đấy, thì mình nghĩ là có thể đấy cũng lại là một niềm tin nữa cho chúng ta dành cho thầy Park. Và mình nghĩ là chắc chắn là cái kết quả của bốc thăm vòng loại World Cup 2022 với Việt Nam như vậy là thuận lợi. Nhưng nói thật luôn với các bạn là khó khăn cũng còn rất là nhiều.
thuận lợi đấy, nhưng khó khăn cũng còn rất nhiều. Và đấy là lý do vì sao chúng ta mong muốn là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ ở lại với bóng đá Việt Nam để tiếp tục một cái chặng đường dài hơi hơn cho bóng đá Việt Nam. Và có thể lần này chúng ta sẽ chiến đấu để vào vòng 3, và đấy cũng sẽ là tiền đề để chúng ta vượt qua vòng 3 ở những vòng loại World Cup tiếp theo. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian cho Vlog Minh Hải, cũng như là động viên mình trong những lúc khó khăn để có được cái video ngày hôm nay. Xin được cảm ơn tất cả mọi người.